Thưa quý vị, thời gian qua, công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương thành phố Đà Nẵng quan tâm, chú trọng. Với mục tiêu gắn kết các thành viên hỗ trợ giúp đỡ nhau, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh. Vừa qua, Hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025. Qua đó, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Bình An thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu được thành lập với 55 thành viên, tạo điều kiện để thành viên câu lạc bộ có dịp giao lưu chia sẻ, giúp nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tôi thấy rằng là cũng cần phải tiếp tục phát huy cái truyền thống của quê hương của đơn vị và hai nữa là cái thế mạnh của phường Hòa Cường Bắc để tiếp tục xây dựng cái câu lạc bộ này là đúng tôn chỉ mục đích, hoạt động đúng quy chế và nguyên tắc. Đồng thời là đưa câu lạc bộ này là phát triển với này cái hiệu quả là cao nhất để mang lại cái thiết thực cho mọi người dân, trong đó đối với lại cái người cao tuổi là những người yếu thế trong cái điều kiện kinh tế và xã hội. Đây là mô hình toàn diện, vừa chăm sóc, vừa phát huy vai trò và sự tham gia của người cao tuổi, giúp thích ứng với già hóa dân số. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần và các nội dung chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc đời sống tinh thần thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ. Đặc biệt, chăm sóc sức khỏe và tăng thu nhập là hai nội dung được quan tâm và đẩy mạnh. Trong cái 8 mảng hoạt động của câu lạc bộ như vậy thì có một cái mảng gọi là tự chăm sóc tại nhà. Đây là một cái hoạt động mà phải nói rằng được tất cả các người dân, cộng đồng đánh giá rất là cao và mô hình nó rất là nhân văn, tạo điều kiện để chăm sóc cho người cao tuổi tốt hơn. Trong năm nay, Hội người cao tuổi thành phố sẽ thành lập thêm 10 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và dự kiến trong năm 2023, cả thành phố sẽ có tổng cộng 30 câu lạc bộ liên thế hệ. Qua đó, hy vọng đây sẽ là tiền đề để mô hình này được lan rộng đến các phường còn lại trên địa bàn thành phố.